Xin chào các bạn. Để format USB trên Roland IBS mời chúng ta cắm USB ở cổng USB ở đây, và sau đó chúng ta sẽ bấm menu. Chúng ta sẽ ấn tới mục Utility. Sau đó chúng ta nhấn Enter. Ở đây nó có mục Backup là lấy tất cả dữ liệu ở trong cái đờn này ra ngoài USB. Restore là chép dữ liệu từ USB vào. Factory Reset là chúng ta sẽ reset lại cái đờn. Ở đây, mục cuối cùng là USB Memory Format. Chúng ta nhấn Enter. Chúng ta nhấn Enter để chấm Yes. Enter. Sau khi format xong, chúng ta sẽ rút USB để chúng ta chép bộ dữ liệu. Sau khi chúng ta format, chúng ta sẽ cắm USB vào máy tính, và lúc này ở trên USB đã định dạng là phần Roland IBS 10, có tên IBS 10, và chúng ta sẽ tiến hành copy bộ dữ liệu. Thì đối với bộ dữ liệu thì nó sẽ có cái đuôi. Có cái đuôi là SVD. Thì chúng ta nhận được cái bộ dữ liệu này từ bạn bè gửi qua hoặc là trên trang mạng của Viettel, thì chúng ta sẽ copy cái file này vào cái USB format. Chúng ta sẽ vô phần Roland, chúng ta sẽ vô cuối cùng cái mục backup, và chúng ta sẽ dán nó vào đó. Sau khi chép xong, chúng ta sẽ tháo USB ra. Sau khi chúng ta đã chép bộ dữ liệu vào USB, chúng ta sẽ cắm USB vào trong cái IBS 10. Chúng ta lại nhấn menu, chúng ta vô phần Utility. Chúng ta trở lại phần Restore. Sau đó chúng ta nhấn Enter. Lúc này ta thấy cái bộ file chúng ta chép vô. Rồi chúng ta nhấn Enter. Đây, ta chọn Yes. Nếu như chúng ta muốn lưu chồng lên thì chúng ta chọn Yes. Rồi sau khi mà đã chép vô xong thì lúc này màn hình sẽ hiện từ complete và turn off power, là chúng ta sẽ tắt cái nguồn đi. Sau khi đó chúng ta sẽ khởi động lại. Lúc này tất cả bộ dữ liệu đã nằm trong đàn, và chúng ta sẽ xem dữ liệu nó nằm ở đâu, thì chúng ta sẽ bật cái nút favorite lên, và đây là bảng tiếng. Chúng ta sẽ có bảng tiếng từ số 0 cho đến số 9. Để nhấn bảng thì chúng ta sẽ nhấn bảng, xong với đó chúng ta sẽ chọn vào vị trí. Ví dụ như bảng 1. Lúc này đã có gì chưa? Rồi nhấn bảng chọn số 5, chẳng hạn là bảng 5. Nhấn số. Lúc này ta đã có những bộ tiếng chép vô sẵn, và nhấn bang chọn số 0. Lưu ý chúng ta có 10 bang là vị trí từ 0 đến 9 chứ không phải là từ 1 đến 9. Và khi bật chế độ favorite thì chúng ta chỉ có tác dụng ở hàng chữ ở dưới, và tắt đi chúng ta sẽ lựa chọn được những cái group ở trên này, piano hoặc là organ. Chúng ta cần chỉnh octa, chúng ta thấy chữ octa đây, ấn xuống. Đây. Khi chúng ta sử dụng chức năng mà dịch tông, ở đây chúng ta có nút keyboard, và chúng ta nhấn giữ, ta nhấn trừ hoặc cộng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công và hẹn các bạn ở clip tiếp theo. Xin chào các bạn.